Video này được tài trợ bởi shop mô hình cơ khí TND Models, chi tiết ở phần sau của video. Xin chào, rất vui tất được gặp lại các bạn. Mấy ngày gần đây, báo đài trên khắp thế giới đồng loạt đưa tin tàu vũ trụ Chandrayaan 3 của Ấn Độ đã hạ cánh thành công, đưa Ấn Độ thành quốc gia thứ tư hạ cánh thành công lên mặt trăng và là quốc gia đầu tiên làm chuyện ấy gần cực nam của mặt trăng. Đây là một thành tích ngoạn mục và đáng tự hào của bất cứ quốc gia nào. Và một lần nữa, xin chúc mừng Ấn Độ và cảm ơn các bạn vì đã biến cuộc đua vào không gian trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, VFX nhận thấy là có một thành tích thậm chí còn ngoạn mục hơn việc trở thành quốc gia thứ tư hiện diện trên mặt trăng mà rất ít báo đài quan tâm hay là nhấn mạnh. Đó là việc Ấn Độ đã làm điều đó với mức giá không tưởng. Theo Hindustan Times, Ấn Độ chỉ tốn 75 triệu đô la cho sứ mệnh Chandrayaan 3. Để bạn dễ hình dung, Liên Xô là quốc gia đầu tiên hạ cánh một tàu vũ trụ lên mặt trăng mà không phá hủy nó. Đó là Luna 9 vào ngày 3 tháng 2 năm 1966. Luna 9 là một trong 44 sứ mệnh của chương trình Luna kéo dài gần 2 thập kỷ của Liên Xô, với chi phí ước tính rơi vào khoảng từ 6 đến 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 1964, tương đương với từ 59 đến 99 tỷ đô la vào năm 2023. Như vậy, mỗi sứ mệnh Luna đốt của Liên Xô từ 1,3 đến 2,3 tỷ đô la Mỹ. Hoa Kỳ là quốc gia thứ hai hạ cánh xuống mặt trăng và là quốc gia đầu tiên và duy nhất từng đưa con người lên một thiên thể khác ngoài trái đất. Chương trình Apollo có 15 sứ mệnh chính, trong đó 6 sứ mệnh đã để lại dấu chân của 12 người trên mặt trăng. Cái giá của thành tựu vô tiền khoáng hậu này là 25,4 tỷ đô la vào năm 1973 hay 175 tỷ đô ở thời điểm hiện tại. Như vậy, tính trung bình, người Mỹ đã chi khoảng 11,6 tỷ đô la cho mỗi sứ mệnh hay khoảng 14,5 tỷ đô la Mỹ để đưa một người lên mặt trăng. Để bạn dễ hình dung thì GDP của Lào trong năm 2023 thậm chí còn chưa đủ để làm điều đó. Mất gần 4 thập kỷ để sự bình yên của mặt trăng bị phá vỡ thêm một lần nữa. Tháng 12 năm 2013, robot thám hiểm Yutu của chị Nga nằm trong sứ mệnh Hằng Nga 3 đã hạ cánh mềm lên mặt trăng, đánh dấu sự thành công bước đầu của giai đoạn 2 trong chương trình thám hiểm mặt trăng của Trung Quốc. Trung Quốc không công bố kinh phí của sứ mệnh Hằng Nga 3, tuy nhiên sứ mệnh Hằng Nga 1 và 2 trước đó đã đưa thành công hai tàu thám hiểm quay quanh mặt trăng với chi phí lần lượt chỉ 180 triệu và 134 triệu đô vào năm 2007 và 2010, tương đương với 265 và 187 triệu đô la cho năm 2023. Đúng như truyền thống, Trung Quốc đã thực sự rẻ hóa ngành thám hiểm không gian. Và Ấn Độ thậm chí còn làm tốt hơn thế. Họ đưa một tàu thám hiểm lên mặt trăng an toàn với cái giá thậm chí còn rẻ hơn người Mỹ làm một bộ phim về không gian. Bạn không tin đúng không? Ba trong số những bộ phim chủ đề không gian mà VFX cá là sẽ không uổng phí thời gian của bạn là First Man 2018, Gravity 2013 và Interstellar 2014 có kinh phí sản xuất lần lượt là 70, 130 và 160 củ khoai Mỹ chưa điều chỉnh lạm phát. Câu hỏi đặt ra là chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Từ bao giờ mà làm phim còn đắt đỏ hơn cả lên mặt trăng? Và tại sao Ấn Độ lại có thể làm điều đó một cách thành công và rẻ hơn bất kỳ quốc gia nào khác? Nói là thành công và rẻ là bởi trước đó không lâu, Nga đã thất bại trong việc tìm lại ánh hào quang của chương trình vũ trụ Liên Xô. Họ đã tốn 200 triệu đô la để chế tạo và phóng tàu đổ bộ mặt trăng Luna 25, nhắm nó vào một vị trí tương tự nơi mà Chandrayaan 3 đã đáp xuống. Tuy nhiên, vào ngày 19 tháng 8 vừa rồi, một thao tác quỹ đạo thất bại đã phá hủy con tàu trong một vụ va chạm thảm khốc. Và quả đúng như là đại diện của Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ ISRO đã tuyên bố, sứ mệnh Chandrayaan 3 nhằm để thể hiện khát vọng du hành liên hành tinh của Ấn Độ với ngân sách eo hẹp chưa từng thấy. Vậy thì, phải chăng chương trình không gian của Ấn Độ siêu rẻ là bởi vật lý Ấn Độ vận hành theo cách khác với phần còn lại của vũ trụ như những gì đã được thể hiện qua những bộ phim Bollywood? Đùa thôi, nói vậy thì oan uổng cho công sức của các nhà khoa học Ấn Độ quá. Nhìn ngay vào sứ mệnh Luna 25 của Nga, bạn sẽ phần nào hiểu được cách mà các nhà khoa học Ấn Độ hack tiền. Luna 25 được phóng vào ngày 10 tháng 8 và đâm vào mặt trăng vào ngày 19 tháng 8, tức là chỉ sau 10 ngày.
Chandrayaan 3 phóng từ giữa tháng 7, tức là trước tàu vũ trụ Nga gần 1 tháng, thế nhưng vẫn hạ cánh sau vào ngày 23 tháng 8, tức là mất tận 40 ngày. Có hai lý do chính cho nghịch lý đó. Đầu tiên, Luna 25 nhẹ hơn nhiều so với Chandrayaan 3, 1,75 tấn so với gần 4 tấn. Thứ hai, Luna 25 mang theo nhiều nhiên liệu hơn. 65% khối lượng của Luna 25 là nhiên liệu, 1.135 trên 1.750 kg. Trong khi đó, Chandrayaan 3 chỉ mang theo 1.696 kg nhiên liệu, chiếm chỉ 43% khối lượng bản thân. Tổng hợp lại, Chandrayaan 3 vừa nặng nề hơn, vừa có ít nhiên liệu hơn. Các nhà khoa học Ấn Độ khi này buộc phải đưa ra lựa chọn, hoặc là mang theo nhiều nhiên liệu hơn để bay nhanh hơn, đồng nghĩa với phải chế tạo một tên lửa đẩy hạng nặng hơn, tốn nhiều chi phí hơn, hoặc là chịu khó đi lâu hơn, thế nhưng tiết kiệm tiền hơn. Và B là câu trả lời cuối cùng của Ấn Độ. Nhờ sử dụng nhiên liệu hiệu quả hơn, tàu Luna 25 của Nga đã rút ngắn hành trình từ trái đất đến mặt trăng xuống chỉ còn 10 ngày. Trong lúc mà Luna 25 đang thẳng tiến tới mặt trăng, Chandrayaan 3 cặm cụi ở lại trong không gian quanh trái đất để thu thập động lượng. Nó sử dụng trường hấp dẫn mạnh mẽ của trái đất như là một khẩu súng cao su để bắn bản thân lên mặt trăng bằng cách bay nhiều vòng quanh hành tinh. Luna 25 chỉ cần làm điều đó một lần duy nhất. Nó xuất phát sau nhưng đến đích trước, chỉ có điều là bằng nhiều mảnh. Như vậy, Ấn Độ đã ưu tiên chi phí hơn tốc độ. Họ chọn tối ưu chi phí bằng cách sử dụng khẩu súng cao su không gian miễn phí, thay vì phải chế tạo một quả tên lửa to hơn, sử dụng động cơ mạnh hơn và tốn nhiều nhiên liệu hơn. VFX rất hân hạnh được giới thiệu một sản phẩm có tên gọi The Dream Tourbillon. The Dream Tourbillon là một mô hình đồng hồ cơ khí cực chất made in Việt Nam. Nó mô phỏng kết cấu tourbillon ba trục từ những chiếc đồng hồ có giá từ 12 tỷ trở lên và được làm 100% từ gỗ dưới dạng lắp ghép. Với độ tinh xảo chi tiết cao, có thể vận hành như thật sau khi lắp ráp, The Dream Tourbillon có thể dùng để trang trí không gian nhà cửa, không gian làm việc của bạn, để làm quà tặng sếp hay là tặng crush. Nói với crush rằng bạn đã dành tới 15 tiếng đồng hồ để hoàn thiện mô hình này và cô ấy sẽ tiến hóa từ crush thành một nửa của bạn. Khoe với bạn bè rằng bạn mới tậu một em đồng hồ tourbillon, họ sẽ google đồng hồ tourbillon là gì và sau đó ngước nhìn bạn bằng ánh mắt ngưỡng mộ hoặc gato, hoặc cũng có thể sẽ đòi bạn một chầu rửa đồng hồ. Bên trong hộp sản phẩm The Dream Tourbillon có kèm theo hướng dẫn lắp ráp giúp bạn hoàn thiện mô hình một cách đơn giản. Anh chị em hãy nhanh tay đặt hàng để không bỏ lỡ sản phẩm độc đáo này cũng như nhiều mô hình hay ho khác đến từ TNE Models nhé. Đường link của sản phẩm The Dream Tourbillon chúng tớ sẽ đặt trong phần mô tả và ghi tại top comment của video này nha anh chị em. Và Chandrayaan 3 cũng không phải là lần đầu tiên hoặc duy nhất mà tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ chứng minh cho phương Tây thấy rằng họ có thể làm mọi thứ với giá rẻ hơn gấp hàng chục lần. Ngày 24 tháng 9 năm 2014, vệ tinh sao hỏa Mangalyaan của Ấn Độ đã thành công đi vào quỹ đạo cách bề mặt hành tinh từ 77 đến 422 km. Kinh phí của toàn bộ dự án được công bố ở mức chỉ 73 triệu đô la. Trước đó 2 ngày, tàu vũ trụ Maven của NASA cũng đã làm điều tương tự với cái giá đắt hơn gấp 10 lần. Nói 10 lần thì hơi quá, bởi thực tế NASA chỉ bỏ ra có 671 triệu đô la, gấp chỉ 9 lần sứ mệnh sao hỏa của các đồng nghiệp Nam Á. Đó cái gì? Lần này không có mảnh nhiên liệu nào được sử dụng. Cả hai tàu thăm dò rời trái đất tháng 11 năm 2013 và đến đích vào tháng 9 năm 2014. Vậy Ấn Độ đã làm điều đó như thế nào? Dễ thấy nhất, tiền lương trả cho các nhà khoa học ở tân đệ nhất vựa rầm thế giới này rẻ hơn nhiều lần so với Hoa Kỳ. Cựu chủ tịch ISRO G. Madhavaner cho biết là mức lương mà các nhà khoa học vũ trụ Ấn Độ nhận được chỉ bằng khoảng 1/5 mức lương toàn cầu. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, GDP bình quân đầu người toàn cầu trong năm 2023 là khoảng 13.440 đô la. Như vậy, các nhà khoa học của dự án Chandrayaan 3 chỉ nhận được khoảng hơn 5 triệu đồng mỗi tháng, tức là còn thấp hơn thu nhập trung bình của người lao động Việt Nam khoảng 8,9 triệu đồng mỗi tháng. Ở chiều ngược lại, các nhà khoa học tại NASA kiếm trung bình tới 114.000 đô la mỗi năm. Để kiếm được số tiền đó, các nhà khoa học tại ISRO sẽ phải làm việc liên tục trong 43 năm.
tiền lương của các nhà khoa học chiếm phần lớn chi phí nghiên cứu phát triển của hầu hết các sứ mệnh không gian. Có nghĩa là Ấn Độ có lợi thế trong cuộc đua không gian khi là một nước có thu nhập thấp. Theo BBC, Ấn Độ ưu tiên sử dụng các linh kiện và công nghệ hàng nhà trồng được, giúp giảm gánh nặng chi phí từ việc nhập khẩu các chi tiết đắt tiền của nước ngoài. Nước Mỹ cũng sử dụng hàng nhà trồng được, thế nhưng hàng nhà của họ trồng bằng đồng đô la và nó đắt gấp hàng chục lần loại trồng bằng đồng rupee. Ngoài ra, bí mật còn nằm ở sự đơn giản. Vệ tinh sao hỏa của Ấn Độ chỉ nặng bằng 1/5 so với Maven của NASA, 13,4 so với 65 cân. Trong thám hiểm không gian, nặng hơn nghĩa là tốn tiền hơn, và Ấn Độ nhìn thấy nó như một cách để giảm giá thành. Dĩ nhiên, nhẹ hơn cũng đồng nghĩa với vệ tinh Mangalyaan của Ấn Độ cũng ít chức năng hơn so với Maven và khả năng thực hiện các thí nghiệm khoa học của nó cũng hạn chế hơn đáng kể. Điều quan trọng đó là Ấn Độ xác định rằng mục tiêu chính của họ là đến sao hỏa và một tàu vũ trụ không cần phải quá phức tạp và đắt tiền để làm điều đó. Tuy nhiên, các cụ bảo rồi, cái gì cũng có giá của nó. Việc những con tàu vũ trụ của Ấn Độ nhẹ hơn, đơn giản hơn, rẻ tiền hơn và ít dụng cụ khoa học hơn cũng đồng nghĩa với Ấn Độ sẽ thu được ít dữ liệu hơn và các sứ mệnh của họ cũng sẽ sớm kết thúc khi mà không còn gì để làm ở trên đó nữa. Thời gian cũng là một yếu tố quan trọng khiến các sứ mệnh không gian trở nên cực kỳ đắt đỏ. Các chương trình tàu con thoi, chương trình Apollo hay mới đây nhất là Artemis của NASA đều kéo dài hàng thập kỷ và tiêu tốn cả trăm tỷ đô la. Và đó đơn giản là số tiền mà ISRO không có. Cho năm 2022, Ấn Độ chỉ chi ngót 2 tỷ đô la cho thám hiểm không gian, chỉ bằng 1/5 Trung Quốc và 1/27 Mỹ. Và đúng như các cụ nhà ta vẫn thường nói, liệu cơm gắp mắm, hầu hết các dự án không gian của Ấn Độ đều diễn ra một cách chóng vánh. Dự án vệ tinh sao hỏa được phê duyệt vào tháng 8 năm 2012 và nó rời khỏi trái đất vào tháng 11 năm 2013. Ngay cả Chandrayaan 1, sứ mệnh mặt trăng đầu tiên của Ấn Độ dẫn đến việc phát hiện ra nước cũng được công bố vào năm 2003 và phóng vào năm 2008. Liên lạc với tàu thăm dò bị mất chỉ 10 tháng 6 ngày sau khi nó đi vào quỹ đạo quanh mặt trăng. Ngoài ra, Ấn Độ hưởng lợi từ nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực công nghệ thông tin, dồi dào, rẻ và chất lượng cao. Bạn ít khi nghe thấy Ấn Độ thử nghiệm tên lửa này, tên lửa nọ và thất bại. Tính toán chính xác loại bỏ bớt các thử nghiệm, ít thất bại, ít tốn kém hơn. Cuối cùng, không thể lờ đi sự thật rằng hầu hết các sứ mệnh không gian của NASA tính đến thời điểm hiện tại đều vượt trội về mặt công nghệ so với bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Quốc gia nào không đồng tình thì mới đưa người lên mặt trăng, xây một trạm không gian kích thước sân bóng đá hoặc phóng vào vũ trụ một kính viễn vọng xịn hơn James Webb. Và làm quái gì có thứ gì ngon, bổ mà lại rẻ phải không ạ? Tóm cái váy lại, hai nguyên nhân quan trọng quyết định giá thành siêu hạt rẻ của các sứ mệnh không gian Ấn Độ đó là chi phí lao động rẻ và mức độ tối giản của các sứ mệnh. Sự thành công của Chandrayaan 3 là đoạn quảng cáo không thể thuyết phục hơn cho khả năng thực hiện các nhiệm vụ thám hiểm không gian an toàn với chi phí rẻ không tưởng của quốc gia Nam Á này. Hy vọng là anh chị em thích nội dung này, nhớ like để chúng tớ biết điều đó. Như mọi khi, mời anh chị em đăng ký kênh và rung chuông để không bỏ lỡ các cập nhật mới nhất từ VFX. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!